Xin chào quý vị các bạn. Đây là bạn Hữu Quang đang uốn một cây hải châu, một tác phẩm hải châu song thụ. Và hôm nay thì trong video những ngày giáp Tết âm lịch thì mời quý vị các bạn cùng quay trở lại với khu vườn của bonsai Hữu Quang. Đấy, một cái không gian vừa mới được cải tạo xong. Vườn bạn Hữu Quang ở xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Và trong vườn có rất nhiều những tác phẩm tầm trung và mini rất là đẹp. Và hiện tại thì có nhiều tác phẩm mà bạn Hữu Quang đang muốn giao lưu cùng quý vị các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là một tác phẩm hoa giấy Mỹ này. Một tác phẩm hoa giấy Mỹ rất là già và đẹp. Cái đường thân phải nói là nó cực kỳ độc đáo và hiếm có. Xoắn tít thò. Thì số điện thoại của bạn Hữu Quang mình có gắn ở trên góc phải màn hình video. Mình không báo giá chi tiết từng tác phẩm. Mà quý vị các bạn ưng tác phẩm nào thì có thể liên hệ với số điện thoại của bạn Hữu Quang để cùng giao lưu. Đây là một tác phẩm phi lao dáng đổ. Quay về phát hành hay quá. Vâng. Đẹp đấy. Nhiều quá đẹp. Khi, nhiều khi, đẹp hơn nhiều khi mini đẳng cấp lắm. Trong năm vừa qua thì kênh Bonsai Việt Nam đã giới thiệu rất là nhiều những tác phẩm của vườn bonsai Hữu Quang này. Thì trong đó thì có bạn Quang có rất nhiều những tác phẩm mini và cái số lượng tác phẩm thay đổi liên tục. Gần như là có rất nhiều những cái tác phẩm mới cập nhật về vườn hàng tháng. Đây là một tác phẩm khế chua. Tác phẩm khế vừa xuống lá để khoe các bạn cái đường thân với cái bộ bông răm rất là đẹp, tàn mịn. Tác phẩm khế rất là già, thân mốc trắng. Bên cạnh cây khế là một cây sam trái. Vườn của Hữu Quang thì có nhiều tác phẩm hoa giấy này, sam trái, tùng kim cương, khế gân. Rồi một số tác phẩm si búp hồng và mai chiếu thủy. Mời quý vị các bạn cùng tiếp tục xem video.